Xin chào các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, chúng ta từ nhỏ đã được dạy phải tiết kiệm, không thể phô trương lãng phí. Không chỉ như thế, bình thường một người càng nghèo lại càng thận trọng hơn trong cách dùng tiền. Nếu không thì cũng dễ mà lâm vào cảnh đường cùng, càng ngày càng trở nên nghèo khó. Nhưng trên thực tế, có một số việc nhất định phải dùng đến tiền chứ không thể tiết kiệm được. Ngay cả những thế hệ đi trước cũng dằn dạy và nhấn mạnh rằng người nghèo không tiết kiệm ba loại tiền. Câu nói này là lời nhắn nhủ của người xưa đối với con cháu về những điều cần lưu ý trong cuộc sống. Dù giàu có hay nghèo khó đều cần lưu tâm để cuộc sống suôn sẻ, thuận lợi hơn. Vậy thì ba loại tiền mà chúng ta không nên tiết kiệm đó là gì? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong video ngay sau đây nhé! Khoản tiền đầu tiên mà dù có nghèo đến mấy cũng không nên tiết kiệm đó là tiền dành cho sức khỏe. Nhiều người cho rằng đồng tiền làm ra rất cực khổ nên không dám dùng đồ tốt. Nghĩ làm như vậy là hoang phí nhưng lại quên mất rằng sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Có sức khỏe mới kiếm ra tiền. Vậy nên, đừng tiết kiệm tiền đầu tư cho sức khỏe. Tốt nhất, bạn nên quan tâm đến ăn uống và những thói quen lành mạnh. Không nên tắt điều hòa để tiết kiệm chi phí hoặc sử dụng chăn ga gối đệm giá rẻ, kém chất lượng mà làm giảm chất lượng giấc ngủ và sức khỏe của bạn. Lợi bất cập hại. Sinh mệnh bắt nguồn từ một cơ thể khỏe mạnh, vì thế một cơ thể khỏe mạnh là vô giá. Thực ra bất luận là người nghèo hay người giàu đều cần phải đầu tư vào sức khỏe. Hơn nữa, đầu tư vào sức khỏe cũng không cần đến nhiều tiền, chỉ cần chúng ta hình thành những thói quen sinh hoạt tốt, thời gian nghỉ ngơi vận động có quy củ, ăn uống hợp lý, tập luyện vừa mức, tránh xa rượu bia, thuốc lá là đã có thể duy trì sức khỏe tốt. Có một cơ thể khỏe mạnh, cho dù bạn không có trình độ học vấn cao, không có năng lực đầu tư kiếm tiền giỏi giang, chỉ cần bạn bỏ công sức ra là đã có thể tự nuôi sống bản thân. Khoản tiền thứ hai đó là khoản đầu tư cho các mối quan hệ, quả cáp. Để có được hạnh phúc, các mối quan hệ bền vững giữa các cá nhân còn quan trọng hơn tiền bạc và địa vị. Trong xã hội này, để tồn tại, con người phải có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Nếu chỉ là một cá thể độc lập, rất khó để thành công. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhất để mang lại hạnh phúc trong cuộc sống. Xã hội hiện đại ngày nay sớm đã không còn là xã hội mà một cá nhân xuất chúng nào đó có thể tự gây dựng nên đế chế của mình một cách dễ dàng đơn giản. Bất cứ ai cũng cần có bạn bè đối tác, cần có bằng hữu sẵn sàng ra tay giúp đỡ trong thời điểm mấu chốt quan trọng nhất mới có thể thành công. Nói cách khác, dù có nghèo thì chúng ta cũng đừng nên tiếc khoản đầu tư cho các mối quan hệ thực sự chất lượng. Cái nghèo không ảnh hưởng đến việc giao lưu kết bạn một cách chân thành, mà thường là những người bạn kết giao với nhau đúng vào lúc nghèo khó lại càng đáng tin cậy. Song những người bạn như thế rất hiếm có, cần phải bỏ thời gian và tinh thần, công sức ra để duy trì. Khi người khác giúp đỡ chúng ta nhất định cần báo đáp. Đây là tư duy quan trọng nhất mà một người nghèo khó cần phải có để thay đổi tình trạng của bản thân. Bởi lẽ, trong tư duy của người nghèo, vì có ít nên tâm lý chung không muốn bị mất đi mà chỉ muốn được nhiều hơn. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra những người có các mối quan hệ tốt có xu hướng sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và trí nhớ tốt hơn. Ngược lại, những người ít giao lưu, sống khép kín thường có tuổi thọ ngắn hơn, sức khỏe giảm sút và trí nhớ kém. Ông cha ta có câu, có qua có lại mới toại lòng nhau. Để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau cho các mối quan hệ xã hội, từ xưa đến nay, tặng quà là việc vô cùng bình thường, bởi nó là sợi dây vững chắc kết nối người với người. Thế nên, bất cứ khi nào bạn nhận được tiền hay quà từ người khác thì hãy ghi nhớ, sau đó tìm cách trả lại họ khi có cơ hội. Đây là khoản tiền bạn không nên quá tiết kiệm để bản thân trở thành người ki bo, kẻ sỉ trong mắt người khác. Vì vậy, dù tiết kiệm tiền bạc như thế nào thì cũng nên tiết kiệm các khoản đầu tư cho các mối quan hệ. Những buổi tiệc, bàn ăn hay đi chơi không tốn quá nhiều tiền mà còn là phương thức xây dựng hoặc gắn kết các mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, chắc chắn sẽ có ích với bạn về lâu dài. Và khoản tiền thứ ba đó chính là khoản đầu tư cho tri thức. Tiền dành cho việc học hành là khoản tiền nhất định phải tiêu.
Muốn thoát khỏi vận nghèo, mỗi người nhất định phải thay đổi tư duy và cần phải đầu tư. Thứ quan trọng, then chốt cần được đầu tư để thay đổi vận nghèo hèn, đó chính là não bộ. Đầu tư cho não bộ để chúng ta có thể tự tư duy, tự phát triển, để chúng ta đủ hiểu biết, để giải quyết, ứng phó với mọi việc. Có thể rất nhiều người sẽ phản bác lại rằng, đến 3 bữa cơm ăn còn chưa no, gánh nặng kinh tế khiến người ta ngột thở, làm gì còn tiền mà tính đến chuyện học hành. Một phương pháp đầu tư chưa biết kết quả như thế nào. Trên thực tế, nếu ở vào cảnh ngộ nghèo rất mồng tơi thì chính cái đầu mới là nơi cần được đầu tư nhất để thoát nghèo. Một bộ não nghèo nàn, thiếu kiến thức sống lẫn khả năng kiếm tiền thì nghèo mãi hoàn nghèo không thể đổi đời được. Một người nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt hoặc bị những khó khăn trước mắt che khuất tầm nhìn mà không thể nhìn cao, nhìn xa hơn, rất có thể cả cuộc đời người đó chẳng thể tìm thấy cơ hội để đổi đời. Vậy làm thế nào để đầu tư cho não bộ? Câu trả lời đó chính là học tập, đặc biệt là tự học. Có một lượng kiến thức tích lũy đủ nhiều, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng tài nguyên có thể tận dụng xung quanh mình rất nhiều. Não bộ của chúng ta cũng sẽ càng lúc càng trở nên linh hoạt. Vậy làm thế nào để chuyển hóa kiến thức trí tuệ của chúng ta thành sức sản xuất giàu của cải tiền bạc? Chúng ta cần một điểm tựa. Điểm tựa này chính là một kỹ năng hoặc một sở trường của chúng ta. Có nó, trí tuệ, kiến thức của chúng ta mới có thể có đất để phát huy. Vì thế, những lúc nghèo khó không có tiền, hãy bỏ thời gian để gây dựng, hình thành cho mình một vài kỹ năng sở trường nào đó. Đây cũng là một khâu đầu tư quan trọng. Các bạn thân mến, cùng với lời dạy, người nghèo có 3 loại tiền nhất định không được tiết kiệm, thì ông cha ta cũng khuyên những người giàu không có 3 nơi không nên đến. Bạn có biết đó là 3 nơi nào hay không? Đương nhiên, đi chơi đây đó cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng có một số nơi là không nên đến, nếu không sẽ chỉ chuốc lấy phiền toái. Các bạn hãy cùng xem đó là 3 nơi nào để chúng ta tránh càng sớm càng tốt nhé. Đầu tiên, đó chính là sòng bạc. Người xưa có câu, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, cha chân vào cùm. Cờ bạc là thứ có thể gây nghiện mà chẳng mang lại lợi ích gì. Một khi đâm đầu vào thì khó mà bỏ được. Thắng thì muốn thắng thêm, thua lại cố tìm cách để gỡ. Cứ như vậy nó dẫn dắt bạn rơi vào vòng luẩn quẩn không thoát ra được. Từ thời cổ chí kim đến nay, vô số người giàu có đã nướng hết tiền bạc vào sòng bạc. Cờ bạc vốn dĩ là một thú vui dễ gây nghiện, lợi thì ít mà hại thì nhiều. Một khi đã bước chân vào sòng bài, quay đầu đi ra là chuyện không hề dễ dàng. Chỉ vì một chút tham lam trong lòng lại muốn hưởng mà không muốn làm. Con người thường bị cám dỗ bởi cờ bạc. Ta cứ nghĩ cờ bạc giúp mình thu lời lớn, dù bỏ ra không bao nhiêu. Khi thắng rồi lại ham thắng nữa, khi thua cuộc lại muốn gỡ gạc. Rốt cuộc, ta cứ đắm chìm mãi trong đó, vừa hủy hoại gia đình, vừa hủy hoại chính mình. Có người giàu lên sau một đêm nhờ cờ bạc, cũng có người vì cờ bạc mà mất trắng cơ đồ bấy lâu nay. Từ xưa đến nay, chuyện gia đình ly tán vì cờ bạc chẳng hề hiếm. Do đó, cổ nhân luôn dặn những người có tiền tuyệt đối không nên bước chân vào sòng bạc. Từng đồng tiền đều do ta lao tâm khổ tứ mà giành được, tại sao lại có thể dễ dàng ném hết chúng vào cờ bạc như vậy? Điều kỳ lạ nhất là thứ đỏ đen này gieo vào người chơi một niềm tin vô hình rằng họ sẽ chiến thắng. Nhưng cũng vì thế mà đa số họ đều rơi vào cảnh khốn cùng, nợ nần chồng chất, tan cửa nát nhà. Khi sa vào vũng lầy này, giàu có đến mấy cũng nhanh chóng sạt nghiệp, tiền tài tiêu tan. Còn người nghèo thì lại càng nghèo, thậm chí còn rơi vào cảnh túng quẫn, phải chọn cách kết thúc cuộc đời. Đúng là thảm cảnh trần gian. Nơi thứ hai không nên đến đó là chốn trụy lạc. Những chốn phong hoa quế nguyệt, ăn chơi trụy lạc là nơi chẳng đem lại lợi lộc gì mà còn kéo theo nhiều rắc rối về tài chính, sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Có biết bao nhiêu người vì phút yếu lòng sa vào, để rồi phải trả cái giá vô cùng đắt, sự nghiệp tốn bao công sức để gây dựng cũng tiêu tan. Ta dành nửa đời người để làm việc chăm chỉ, cuối cùng cũng tích góp được một số tiền kha khá để bản thân và gia đình có thể sống một cuộc đời tốt hơn. Đây chính là lúc con người bắt đầu tìm cách để tận hưởng cuộc sống. Thế nhưng, đến chốn phong hoa tuyết nguyệt để tìm vui thú không phải là một lựa chọn thông minh. Nơi đó tùy dễ vào nhưng khó bước chân ra. Quá buông thả bản thân, ta sẽ không chỉ dễ khuynh ra bại sản mà còn khiến gia đình lục đục. Vì thế, cổ nhân khuyên con người nên biết giữ mình, tránh phí tiền vào những chốn hưởng lạc như vậy.
như bài bạc. Vào được chỗ này thì dễ, nhưng ra được mới khó. Một khi đã đắm chìm thì khó mà kiểm soát được lý trí, để rồi từ đó tán gia bại sản, gia đình ly tán. Không chỉ vậy, việc này đến tai người khác còn khiến bạn tổn thương danh dự, đánh mất nhân phẩm của bản thân. Thế nên, cổ nhân dạy người đời, dù giàu có đến mấy cũng phải tránh xa nơi này. Nơi thứ ba cũng không nên đến, đó là quê hương. Phần lớn mọi người đều ngạc nhiên khi nghe được điều này, tại sao tôi lại không thể về quê khi có tiền trong tay? Thực ra, chẳng phải con người không thể hồi hương mà vấn đề nằm ở chuyện xảy ra sau đó. Người xưa có câu, khi nghèo đừng tìm người thân, khi giàu đừng về quê hương, cũng là một ám chỉ điều này. Về quê mà ta cứ khoe khoang về của cải, gia tài đồ sộ mà mình có, không sớm thì muộn cũng sẽ có người kéo đến hỏi xin vay tiền. Họ nịnh bợ ta, khách sáo với ta, coi ta như bằng hữu thân cận, cốt chỉ nhằm mục đích vay tiền. Nếu cho vay, chẳng khác nào ta đang khuyến khích họ không làm mà hưởng, như vậy cũng chính là đang hại người. Nếu không cho mượn, ta lại mang tiếng là kẻ vô tình vô nghĩa, đắc tội với những người xung quanh. Vì thế, để tránh xa tình thế tiến thoái lưỡng nan này, tốt hơn hết là nên khiêm tốn, kiệm lời. Thời lượng video đến đây là kết thúc rồi. Bí quyết thành công rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Đội ngũ biên tập rất mong sẽ nhận được thêm nhiều chia sẻ hơn nữa của các bạn bằng cách để lại bình luận bên dưới video này của chúng tôi. Đừng quên bớt chút thời gian để nhấn đăng ký kênh cũng như like video này của Bí quyết thành công nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Bí quyết thành công.